Đây giờ hái cho mọi người nha. Mùa này trái nó chỉ còn nhiêu đây thôi, nó không có lớn lắm đâu, nhưng mà vậy là được rồi. Mình bẻ ra nha, mình sẽ cái lá này. Tại vì mùa này á, mưa nhiều quá, sợ là nó sẽ không ngọt á. Chờ đợi đây. Ok. Trái mùa này á, đã hái hết Tết rồi. Chỉ còn một ít thôi.